Hello mọi người và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới này của mình. Và các bạn có thể thấy ở đây, ngày hôm nay mình có một cái mic ở đây cùng với cả bộ thu âm ngày hôm nay ở đây để mình có thể trò chuyện với cả mọi người nhiều hơn về mình. Mình muốn kể với các bạn mọi người nhiều hơn về bản thân mình trong cái thời gian vừa qua. Mình đã đi đâu, làm gì mà mãi cho tới nửa năm mình không ra một cái video nào cả. Và lời đầu tiên thì mình mong các bạn thông cảm là cái lý do đơn giản nhất thôi. Trong cái thời gian vừa qua mình không ra một cái video nào. Đó chính là mình rất là bận, mình đi làm rồi nhiều việc ở công ty. Thật sự là nó có nhiều việc hơn để mình phải lo, nên là mình không có thời gian để làm YouTube chia sẻ với các mọi người. Nhưng mà có thể là sau cái video này mình sẽ cố gắng là sắp xếp lại cái timetable, cái thời gian biểu của mình. Tuy là mình cũng khá là bận, mình cũng có rất là nhiều những cái ý tưởng, content mà mình muốn chia sẻ nó với cả mọi người. Cứ mỗi lần mà mình quay thì nó lại có một cái công việc gì đấy nó làm cái rào cản của mình. Thế cho nên là mình lại không thể quay được. Và mình đã phải dồn nén cứ từ ngày này qua ngày này qua ngày này qua ngày nọ. Thì đến ngày hôm nay mình mới có thể có dịp ngồi đây để tâm sự với cả mọi người một chút, kể cho mọi người một chút về cái thời gian vừa qua, tại sao mình lại im hơi lặng tiếng như thế. Trong cái thời gian vừa rồi thì mình tuy là làm bận, nhưng mà mình cũng có khá là nhiều trải nghiệm. Mình cũng có khá là nhiều những cái đam mê và sở thích mới. Mà các bạn thấy là mình cũng đổi kiểu tóc rồi đúng không? Thật sự là cái kiểu tóc mà mình đang để hiện tại nó có thể gọi là kiểu Ivy League, hoặc nó cũng có thể gọi là một cái kiểu tóc mà mình nghĩ tên ra, nó là cái kiểu tóc càng cua. Các bạn có thể thấy ở đây là có hai cái càng cua này. Và nếu như mà các bạn nào thích cái kiểu này thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách vuốt tóc càng cua. Là sấy cái kiểu này nó khá là đơn giản và nó khá là dễ. Cái sở thích đầu tiên của mình ấy, đó chính là mình đã tự build phím cơ. Sau đó thì mình đã mua một số cái kit phím cơ bằng nhôm về để mình tự build, tự sử dụng, tự chơi, tự lắp. Nếu như mà một số bạn nào mà có chơi phím cơ ấy thì các bạn cũng chắc là hẳn là đã biết được là build phím cơ custom nó khá là vui như thế nào. Mình cũng định là sẽ quay cho các bạn về những cái bàn phím cơ đấy của mình, nhưng mà cũng chỉ một phần là lười quá. Thế nên là mình đã không thu xếp để có thể quay để cho các bạn. Về vấn đề thời trang, quần áo thì mình cũng mua rất là nhiều. Có thể là ở video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái món đồ mà mình đã mua trong cái thời gian vừa qua. Một cái điều mà mình đáng tiếc nhất mà không làm được cho mọi người, đó chính là Tết này bạn mặc gì. Thật sự là nếu như mà các bạn là một trong những người mà đã theo mình từ những cái năm 2018 đến giờ thì các bạn cũng đã biết được là cứ mỗi năm cho đến những cái ngày gần Tết là mình đều cố gắng, mình rất là thích và mình đều khá là hào hứng cho cái việc là làm ra một cái series, một cái video là Tết này mặc gì và mình mặc gì, sau đó thì mình sẽ chia sẻ với cả mọi người. Thì đấy cũng là một cái điều mà phải nói thật là mình cũng rất là tiếc. Thực sự là trong cái thời gian vừa qua thì mình cũng học được rất là nhiều điều. Ví dụ như là về cách ăn mặc của mình, đôi lúc nó cũng sẽ khác hơn so với những cái thời gian trước. Thật sự là ở cái thời điểm hiện tại thì mình hay theo cái xu hướng là tối giản thôi, đơn giản thôi, có nghĩa là không cần thiết là phải mặc những cái món đồ quá là xịn sò, những cái món đồ quá đắt, những cái món đồ quá là high end hoặc là những cái món đồ high bit. Thì mình chỉ mặc những cái món đồ nó đơn giản, minimal. Về cơ bản là những cái món đồ đơn giản là cốt lõi, là cái nền tảng để cho các bạn có những cái bộ đồ nó trông chất hơn rất là nhiều. Thì mình lại quay trở lại cái phong cách mà mặc đơn giản như ngày xưa. Thì thật sự là dạo này mình khá là thích mặc áo polo, cũng như là mình khá là thích mặc áo blazer. Ở năm nay thì mọi người cũng mặc cái thời trang theo cái xu hướng là vintage, cái xu hướng là cổ cổ từ ngày xưa. Tự là mình không biết là đối với mọi người thì như thế nào, nhưng mà đối với mình ấy, thời trang hay là nghệ thuật hay là âm nhạc nó cũng chỉ là một vòng tuần hoàn thôi. Ví dụ nó sẽ là chỉ là 5 cái bộ phong cách outfit chẳng hạn. Thì khi mà các bạn mặc đến điểm thứ 5 rồi thì các bạn lại quay trở lại điểm đầu tiên. Đặc biệt hơn là mình thấy dạo gần đây mọi người còn hay mặc kiểu như là denim on denim, nghĩa là quần dưới là quần bò và ở trên cũng là quần bò luôn. Thì đấy cũng là một cái phong cách mà mình thấy là cũng khá là hay. Là ở đây mình chia sẻ với cả mọi người là một cái góc nhìn, mình chỉ là một cái người rất là bình thường thôi, muốn chia sẻ với cả mọi người về cái quan điểm của mình, cá nhân của mình. Ngày nào thì mình cũng lên kênh YouTube của mình để mình xem lại những cái video và mình đọc lại những cái comment của mọi người, thì mình đều rất là nhớ và rất là trân trọng những cái comment đó. Ngoài ra thì mình còn có một cái đam mê mới, một cái sở thích mới, đó là mình thích đạp xe đạp. Vì đợt gần đây mình có mua một chiếc xe đạp của SF Bike, nó cũng khá là đẹp. Mình sẽ tạm thời để ảnh ở đây để cho các bạn có thể nhìn rõ hơn về cái chiếc xe đạp đó. Có thể là một ngày nào đó gần nhất mình sẽ review cho các bạn về cái chiếc xe đạp mới đấy của mình. Nó có thể gọi là một cái bộ môn sở thích mới của mình. Và tối nào thì mình cũng thường là hay đạp xe đạp quanh phố, chơi với những bạn của mình trong mấy hội, anh em ở trong hội xe đạp. Có thể nói là cái thời gian vừa rồi thì mình dành thời gian cho bản thân khá là nhiều.
thật sự là mình có một cái sở thích mới, mình có một cái niềm vui mới là mình mua một cái tivi để ở nhà, sau đó thì mình mua thêm một cặp loa soundbar để mình có thể nghe nhạc và xem phim. Cũng là một cái vừa vui và cũng vừa buồn, bởi vì là vui là bởi vì mình được xem những cái thứ mới ở trên tivi. Video này cũng đơn giản chỉ là mình ngồi tâm sự với cả mọi người thôi. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe ở bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace out.